Bảo Khanh xin thân ái kính chào quý vị khán đến giả đến với chương trình Tìm hiểu về địa ốc cùng với Tuyết Nha và Bảo Khanh. Và chúng tôi hy vọng có chương trình này sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về tình hình địa ốc hiện nay để chúng ta có thể thành công hơn trong công việc mua nhà hoặc là bán nhà của mình. Mến chào Tuyết Nha. Dạ, Tuyết Nha xin chào chị Bảo Khanh và Tuyết Nha cũng xin kính gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý khán thính giả của đài IBC. Thưa quý vị, một tuần trôi qua rồi, hy vọng quý vị cũng có nhiều niềm vui, có nhiều tin tốt đẹp. Nếu quý vị có những cái tin tức gì mà hay là có những điều gì đặc biệt thì xin vui lòng cứ chia sẻ cho chị Bảo Khanh và Tuyết Nha được biết để vui chung với quý vị đấy quý vị. Nhanh quá Tuyết Nha, giờ đã qua tháng 7 rồi đó. Không, dạ đúng rồi, thời giờ trôi qua rất là nhanh. Mùa hè quý vị thấy là hồi tháng 2, tháng 3 rồi bắt đầu nó launch cái chương trình mà cho 20% cái tiền đó mình hỗ trợ. Up to 20% mua nhà. Rồi lúc đó mình nói là tới cuối tháng 4 là cái deadline. Vậy mà bây giờ đã qua tới mấy tháng rồi, thấy không? Dạ. Thì trong tuần này chúng tôi lại như thường lệ có một số những cái câu hỏi liên quan tới vấn đề địa ốc của quý khán thính giả muốn chia sẻ đến quý vị. Câu đầu tiên. Dạ, xin chào. Em đang ở một tình huống khó xử và muốn hỏi xem trong trường hợp thế này thì nên giải quyết ra sao? Em và partner lấy mortgage chung mua một căn nhà 700 ngàn trước đây có down 1/4 giá trị. Sau một năm tụi em có một số xích mích không làm chung được nữa. Partner em muốn giữ căn nhà thì có thể giúp em trong trường hợp này nên bán hay nên refinance là tốt dưới tên bạn kia. Đây là lần đầu em mua nhà nên hơi bỡ ngỡ, xin quý vị giúp đỡ. Nghĩa là hai người co-sign mua một cái căn nhà 700 ngàn rồi tiền đau đây là 25% á, đúng rồi, 1/4, nghĩa là tiền chung của nhau, hai người cùng co-sign, cùng down payment, cùng chung mua một căn nhà đó. Nhưng mà bây giờ thì có trục trặc và xích mích xảy ra, không có muốn đứng tên chung với nhau nữa. Thì bây giờ cái người kia đó là muốn là giữ lại cái nhà, muốn lấy luôn đó. Dạ, chứ không có muốn bung ra luôn. Thành thử ra là bây giờ câu hỏi đặt ra là nên bán hay là nên refinance. Refinance rút tên ra đó. Thì đối với Khanh là cái người kia có chịu vậy không á chứ? Chịu rút tên ra refinance. Không, nhưng mà hỏi vậy, nhưng mà tại vì hỏi cách nào, nhưng mà cái người kia chịu, tại vì á giá trị nhà nó khác, mua bao lâu rồi không biết đó. Thí dụ như hồi xưa mua 700 ngàn nha, bây giờ giá trị là 900 ngàn rồi làm sao đó. Rồi người kia mà rút tên ra thì người này thì ra rất là khó trả lời, phức tạp cái đoạn này. Bởi vì cái vụ mà cô sai, quý vị thấy không, hồi trước nói là một trong những cái vấn đề tế nhị, rất rất là tế nhị. Nếu mà mọi sự không có gì xảy ra thì thôi, còn khi mà có cơm không ngon canh không ngọt là sẽ có chuyện. Cơm chẳng lành canh chẳng ngọt hay là ngon không? Thì trong cái trường hợp này á, mỗi người sẽ có một cái cách giải quyết khác nhau, cho nên là chúng tôi cái đối với Khanh chỉ thấy là rốt cuộc hai người ngồi nói chuyện với nhau để mà giải quyết thôi à. Dạ. Tại vì nếu như căn nhà mà mới mua thì ông nói chi, nhưng mà Khanh nghĩ không phải là mới mua đâu. Mua rồi mới cái giá 700 ngàn. Ừ thì bây giờ nó chắc chắn giá trị sẽ khác, thì Khanh nghĩ cái người kia nó không có chịu rút, chỉ đơn giản rút tên ra đâu, tại vì mua 700 nhưng mà giờ giá trị nhà thành 900 rồi hoặc là 1 triệu rồi thì sao? Thì một số những cái phương thức mà quý vị có thể tham khảo. Thí dụ như là nếu mà không thể nào giải quyết được hai người chấm dứt cái mối liên hệ đối với cái căn nhà thì rõ ràng là phải hoặc là quý vị đem bán, đăng lên bán với giá trị thị trường, chia đều ra. Đó. Tức là cái giá trị còn thị trường hiện nhất tại bây nghĩ giờ. Cách mà nếu mà rút tên cái này á, coi như là phải mướn một appraisal đến định giá. Đó rồi buy out ra. Đúng rồi. Thì cùng với giá trị hiện tại bây giờ. Dạ. Thì như là chúng tôi mới trình bày quý vị, cách thứ nhất á, là phải đưa nó lên market bán chia đôi. Nhưng mà cách này thì cái người kia lại không chịu, họ muốn giữ lại cái nhà, họ không muốn bán. Thì sẽ chuyển qua cách thứ hai, như là chị Bảo Khanh mới nói, mướn cái appraisal, tức là cái người định giá nhà, họ sẽ tới họ định giá cái căn nhà này trên thị trường hiện tại cái giá trị nó bao nhiêu. Cái ví dụ là nó cỡ 900 đi. Dạ. Đó. Thì hồi trước là 700, nghĩa là 200, cái đó là cái tiền equity đó. Thì mình chia đôi, nói chung là cái gì đó, cũng chia đôi, giấy tờ sòng phẳng. Chỉ cần thảo thuận. Và sau đó mình rút tên ra, thì cái người còn lại sẽ là lo cái phần còn lại của cái nhà đó, vẫn đứng tên một mình người đó thôi. Còn mình thì mình đã lấy cái tiền mà mình đã bỏ vô hồi trước ra sao nè, rồi tiền equity, tiền lời, tiền đồ ra sao, thì nó đã tính sẵn ở trong đó, hai người ngồi lại với nhau. Rồi ra escrow, title, phân định, làm cái đơn, làm cái giấy tờ để quick để ra. Thì nó sẽ thuận tiện hơn mà giữ được cái nhà. Chỉ có một cách đó thôi. Đúng rồi, chỉ có đúng một cách đó thôi là buy out ra. Nếu mà thật sự muốn giữ căn nhà đó.
Khó rồi ha. cái này là partner là giống như là bạn bè với nhau chứ không có cái mối mà liên hệ relationship là partner theo kiểu người yêu vợ chồng này kia đó nha. Còn vợ chồng thì nó khác nữa. Còn cái này chỉ nói là hai cái người trên tư cách là bạn bè và đứng tên cùng chung phần trăm. Khi mà quý vị đứng cái title đứng đến tên nó sẽ chia ra bao nhiêu phần trăm như gì đó. Cái này là tính chung chung và trung bình, gọi là sòng phẳng 50-50 đó. Đúng rồi, thì Khanh ngay lúc đầu là chỉ là ngồi nói chuyện rõ ràng từng con số đó, một đó, là coi đó, như đó. Là sẽ để giải tránh quyết cái được chuyện thôi. sau này. Nhưng mà đương nhiên ai muốn giữ căn nhà thì đương nhiên là mình có lợi rồi, thì nhưng mình phải negotiate với người kia Đúng làm sao rồi. để mà chịu rút tên ra một cách ôn hòa mà Dạ. cả hai đều vui vẻ. Đúng rồi, đúng rồi. Không làm partner được trên nhà cửa thì at least cũng làm Bạn bạn bè bè à? hả? Đúng Ra rồi. ngoài đường còn gặp nhau Đúng cười một rồi. cái Dạ, dạ. Vâng, và kính thưa quý vị, đó là một số những cái câu trả lời và về cái câu hỏi mà quý vị đã gửi đến, thì hy vọng rằng có một phần nào đó cũng giúp cho quý vị. Còn nếu không thì quý vị có thể ngồi lại để bàn thêm một số những cách nào đó, tại vì bất cứ vấn đề gì nữa, mỗi người sẽ có một cái cách khác nhau để mà giải quyết cái vấn đề. Thì đến đây thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số những căn nhà đang list trên thị trường. Đầu tiên là ở thành phố Alhambra với giá là 1.050.000. Nhà 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, cũng được sửa sang lại một tí quý vị, dọn dẹp sạch sẽ. Rộng là 1.536 square feet, lot size là 5.664 square feet với giá là 1.050.000 ở thành phố Alhambra, 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Thế quý vị cũng thấy là họ cũng đã là sửa sang sạch sẽ hết rồi. Mình coi như là move in condition với giá là 1.050.000, 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Nhà rộng là 1.536 square feet. Lot size là 5.664 square feet. Ở thành phố Alhambra. Nhà giờ cũng vẫn cao cao. Đẹp. Và tiếp theo là căn nhà ở Covina. Nhà này thì coi như là đất rộng lắm quý vị. Nhà cũng giá là 1.188.000, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Nhà rộng là 2.869 square feet. Lot size là 19.620 square feet. Thì nhà mình thấy là nó chưa có tân trang. Kiểu cổ điển luôn á. Cổ điển vẫn còn kiểu cổ nè. Chỉ là dọn dẹp sạch sẽ thôi. Chứ còn vẫn Đất theo kiểu rộng cổ. ghê ha. Trên Đất Covina rộng. có những cái căn hôm rày chị giới thiệu đó. Rất là rộng bao la. Đó, Covina. Nó Giá có là 1.188.000, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Nhà rộng 2.869 square feet, lot size là 19.620 square feet ở thành phố Covina. Mình thấy là nó chỉ dọn dẹp sạch sẽ để bán thôi. Chứ còn chưa có tân trang gì nhiều ha. Nhà có phòng để phòng Phòng khách, chơi rồi bida. phòng chơi bida, rồi phòng đọc sách. Nhà rộng đến Rồi 2.869 square feet lận. đúng rồi, có thêm một cái chòi nhỏ nhỏ đứng bên hóng mát này kia nữa không? Nhà Nên thấy là hơn. Khánh nghĩ là West của Việt Nam và gần hướng hướng north, hướng bắc là gần núi á. Và chúng ta về với Westminster tại Orange County, thưa quý vị, căn này đang list lên là 295.000 Mỹ Kim, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1.236 square feet ở. Trên cái lot size là 5.738 square feet đất. Căn này cũng ngay trong trung tâm Lido Sài Gòn, ngay tại thành phố Westminster, và đang list với giá 925.000 Mỹ Kim. Thì quý vị cũng thấy là hiện tại nhà mà ở Westminster mà list lên mà giá dưới 1 triệu đó thì rất là ít. Cho nên là ở đây cũng là một trong những cái căn nhà. Hình như căn phía sau con thấy nó cũng là có ADU rồi hả? Hay là cái garage á hả? Cái garage, rồi nó có xây thêm một cái phòng nhỏ đằng sau cái Ở bên garage trong luôn hả? nữa. Và cái đường driveway cũng rất là dài, rất là rộng, đi thẳng vào bên sau luôn. Đây là phía bên trong căn nhà, thưa quý vị, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Diện tích ở một lần nữa là 1.236 square feet và lot size là 5.738. Đây là phía bên ngoài và phía đằng sau căn nhà. Đó, bên hông. Và nhìn từ trên xuống, ngay tại Westminster Lido Sài Gòn, thưa quý vị. Và cũng tiếp theo một căn ở Westminster giá dưới 1 triệu đang list lên là 955.000 Mỹ Kim. Căn này thì 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm và diện tích ở là 1.416 square feet. Diện tích đất là 7.800 square feet, được xem là cũng khá rộng tại thành phố Westminster. Và đang list với giá 955.000 Mỹ Kim.
Bên trong thì đã sơn sửa, cũng có một số những cái upgrade, một số những cái thay đổi cho cập nhật với thị trường, như là quý vị thấy là sàn nè cũng có thay đổi, cái gỗ nè, rồi sơn lại đó, hầu như là cái sàn gỗ là có thay lại hết. Đây là phần bếp, rồi phần phía đằng sau, phần phòng tắm cũng có thay đổi. Đó, đây là cái căn đang list ngay tại thành phố Westminster, và cái lot size là 7.800 square feet thưa quý vị. Ngay trung tâm Lido Lót Sài Gòn. xoay rộng rãi ha. Dạ. Đó, đây là bên trong. Vâng, và kính thưa quý khán thính giả, thì đó là một số những căn nhà được list trong tuần này, cũng như là trả lời câu hỏi của quý vị trong phần 1. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 2. Chúc mong quý vị đón xem và đừng quên ủng hộ cho những cơ sở kinh doanh thương mại đồng hành với đài IBC sau đây.